Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngày thơ lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ như diều, để níu ao hằng nga, ngồi bên dãy ngân hà, giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười. Xin mến chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Trong video clip buổi trưa ngày hôm nay thì cửa hàng có lên sóng và cập nhật cho các bác những cái dòng đẩy bãi mới về. Thì trong video này thì em tiếp tục về những cái lô đẩy nguồn xung. Đây là cái thương hiệu của Party House. Với cái dòng này thì nó sử dụng với cái dòng mạch Class D sai gọn. Con này thì ngày trước thì có cái lô hàng em về thì các bác hỏi rất là nhiều. Thật sự là cái model của cái phân khúc 750W này. Và đối với dòng này thì nó đưa ra công suất rất là chuẩn nhé. Với 750W là 750W công suất thực. Vì vậy các bác có thể đánh những dòng full đôi. Và đặc biệt là cái dòng này thì giải lời cực hay luôn. Bác nào mà thích nghe nhạc thì cái giải lời con này siêu hay luôn. Tiếng đánh khẽ, nick volume mà nó đã tí tách rồi. Mạch Class D thì nó là một trong những phân khúc mạch đời cao nhất rồi. Và các bác với cái Party House thì nó có hai thị trường xuất. Thị trường nó là hàng công nghệ của Đài Loan và thị trường xuất châu Âu và xuất cả sang China. Đấy, thì con này thì nó là bản tiếng Anh, bản châu Âu có nhé. Các thấy rất là đẹp, nó chạy MOSFET, những con này chạy MOSFET và tín hiệu vào thì là bằng Canon có hai đường rắc loa. Nói chung cái rắc loa này thì bên cửa hàng sẽ tặng cho các bác. Tiếp tục thì trong video này thì em có về những cái dòng đẩy sò sắt nhé. Bác nào là tín đồ của sò sắt thì có thể tham khảo. Đây là cái thương hiệu của WT hay là CIF. Bởi vì tất cả linh kiện bên trong nó đều có CIF hết. Bác để ý nhé. Trong nó đều là CIF này. Model của nó là TA18F hay là IT18F. Dòng này thì nó sử dụng cho các bác là 16 sò sắt Mexico và 16 bù áp là sò than là Toshiba. Rất là đẹp. Con này thì công suất đánh là cả trực kháng 4 ohm và 8 ohm. Có nghĩa là 8 ohm của nó sẽ là 800W và 4 ohm sẽ là 1200W một kênh. Dòng này thì để bao cho bác đánh 2 cặp 30. Và với cái dòng sò sắt thì chắc chắn là các bác là tín đồ của sò sắt thì có biết là với dòng sò sắt thì chơi càng nóng máy càng hay. Và con này thì đợt này thì tiếp tục có cái lô hàng tiếp theo về giá cực tốt nhé. Các bác tham khảo nhé. Em báo giá qua. Giá của nó sẽ là 4,8 triệu và giá này tại cửa hàng nó rơi khoảng 5 triệu bao ship nhé. Hàng đẹp zin. Tiếp theo thì lên cho các bác những cái dòng phân khúc để các bác nghe nhạc. Và con này thì 450W một kênh, cũng là Party House hàng xuất Âu. Con này thì nó sẽ là, có nghĩa là 450W thì các bác có thể sử dụng để đánh những cái dòng loa 30 hoặc 40. Đấy, 30 hoặc 40. Và trọng lượng rất là nhẹ. Và con này thì đánh 30 thì có thể kèm theo loa 25. Thì con này sẽ có giá cho bác là 2 triệu. 2 triệu giá tại cửa hàng đó nhé. Những con này thì nếu để các bác chơi đánh tiếng rất là sáng tiếng, chắc tiếng mà rất là đẹp. Các nhìn đấy, mặt phải nhôm rất là đẹp nhá. Trọng lượng con này chắc chỉ khoảng 5-6 kg. Con này thì sẽ nặng hơn đấy. Con này thì sẽ rơi vào khoảng 7-8 kg, chục ký. Thì con này thì công suất lớn hơn để các bác dùng đánh full đôi. Con này thì 2,6 triệu giá tại cửa hàng. Và tất cả những cái dòng tụ của nó thì đều tụ rất là đẹp. Tụ của cái máy Party House rất là đẹp nhá. Tụ đều tụ vôn cao hết. Đây mạch Class D. Đây các bác nhìn này. Con này tụ nó được gắn keo chắc chắn này mà.
Dòng này thì rất là bền và lạnh. Đấy, các bác mà chơi rất là bền và lạnh. Thì với dòng so sắt thì tất cả những cái linh kiện của nó thì là linh kiện cắm chân hết nhé. Linh kiện cắm chân. Con này thì đằng sau thì có cả cắt súp nhé. Quay cho các bác ở đằng sau. Có cả cắt súp luôn. Đây để các bác thấy được những cái tín đồ của so sắt thì có thể tham khảo hàng về gì nguyên bụi quá nhá. Những cái sản phẩm này là của USA này. Đấy, nó sẽ có chế độ cắt súp là chế độ LPF này, có nghĩa là cắt cốt ấy. Các bác gạt đây cắt từng kênh và chế độ đánh sít te, đánh là 8 ohm và 4 ohm và sẽ có 4 đường giao loa cho các bác. Đấy. Tất cả nó in trên CF này, ITA 18F. Và tụ con này thì là 8 tụ lồng nguồn. Tụ rất là chắc, tụ này đều tụ for của Audio. Đấy, tụ rất là xịn, nguồn to. Ngoài con này thì xấp xỉ khoảng 20 cm các nhé. Đấy. Rất là đẹp, sò Mexico rất là đẹp. Thì con này có giá cho các bác là 4 triệu 8 nhé. Ở đợt này em về khoảng 5 chiếc bán rẻ cho các bác. Bác nào nhanh tay. Nó sẽ rơi vào khoảng, con này rất là nặng nhé. Con này rất nặng, nó sẽ rơi vào khoảng 5 triệu bao ship. Đấy. Và các bác khi mua hàng thì chốt cọc cho em một chút. Ngày hôm nay thì tiếp tục lên đường cho các bác những cái dòng đẩy bãi Đức Hao, không có vỉ nâng tiếng. Con này thì nếu các bác không mua con này thì cháu mua con nào được. Tại vì là em đang có giá tốt nhá, giá 2 triệu 600 ngàn. Đấy, giá này thì sẽ bao ship và không tặng dây rắc nhá. Đấy, ngày hôm nay thì bác nào mua thì đừng để 2 triệu 6 bao ship. Ok, thì em sẽ tổng hợp lại những cái giá thành của những chiếc cụ đẩy. Ngày hôm nay thì có lên cho các bác những cái dòng Party Hao, mã CA 2750, có giá cho bác 2 triệu 6 giá tại cửa hàng. Còn những cốc đẩy 16 sắt 16 than, dòng xịn sò, dòng đẩy bãi Mỹ, có giá cho bác 4 triệu 8 giá tại cửa hàng thôi nhé. Nó rơi vào khoảng 5 triệu ship. Những con đẩy 2 triệu giá tại cửa hàng. Và những con đẩy 2 triệu 500 ngàn đi giá tại cửa hàng và 2 triệu 6 bao ship. Thì bác nào quan tâm có thể alo trực tiếp tới số máy cửa hàng em là 0396855 89. Và cái cơ hội cho các bác để mua những dòng đẩy sò sắt cực là giá tốt trong thời điểm này. Và như các bác biết là với những con này thì rất là nhiều anh em đã bán rồi. Và thậm chí là giá nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 triệu rưỡi đến 5 triệu 8 hoặc 6 triệu 2. Đấy, để các bác cứ quan tâm thì anh em thợ cũng có thể sử dụng lấy những cái dòng này để về chơi hoặc là để cho khách. Ok, thì bác nào quan tâm có thể alo trực tiếp tới bên kênh số máy cửa hàng là 0396855 89. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.